đội tuyển nữ Việt Nam đang tạo ấn tượng đẹp ở World Cup 2023. Dù gặp đương kim vô địch Mỹ ở trận ra quân ngày 22 tháng 7, nhưng Huỳnh Nhiếp cùng đồng đội đã trông đỡ kiên cường, chỉ để thua với tỷ số 0-3. Chia sẻ ngày 25 tháng 7, Huỳnh Nhiếp vẫn chưa quên khoảnh khắc xúc động ở cuộc so tài tại Eden Park, đồng thời có phần nuối tiếc khi không thể ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Mỹ. Trận đấu với đội tuyển Mỹ là trận đấu đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi World Cup nên tôi có một chút cảm giác hồi hộp lo lắng. Cảm xúc có lẽ rất khác so với những trận giao hữu trước với Đức hay Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những trận đấu giao hữu, cọ sát với những đối thủ như Đức hay Tây Ban Nha trước khi bước vào giải đấu đã giúp cho toàn đội tự tin hơn rất nhiều. Kết quả của trận đầu tiên phần nào đã phản ánh được điều đó. Đây là kết quả có thể chấp nhận được khi đối thủ của Việt Nam là đội bóng đã từng 4 lần vô địch World Cup và đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, tôi mong đợi nhiều hơn thế khi kỳ vọng có thể ghi được bàn thắng vào lưới Mỹ, nhưng dù sao toàn đội cũng đã nỗ lực hết sức. Sau trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã có kinh nghiệm cũng như bài học cho những cuộc so tài tiếp theo, Huỳnh Nhiếp cho biết. Chia sẻ về khoảnh khắc tìm bố mẹ sau trận gặp Mỹ và nhìn thấy lá cờ của câu lạc bộ Lang FC, Huỳnh Nhiếp vẫn chưa hết cảm giác bồi hồi xúc động. Khi quốc ca vang lên, cảm xúc trong tôi là niềm tự hào khó tả. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại giây phút đá những quả bóng bằng chân trần ở xóm chợ khi mới bắt đầu chơi bóng với rất nhiều cảm xúc. Bên cạnh đó, việc có bố mẹ cổ vũ trên khán đài cũng khiến tôi rất hạnh phúc. Hết trận đấu, tôi đã chạy ra thật nhanh để gặp mọi người.